có cái răng cưa ấy trên cái hàm ấy thì bao giờ là cái lực kẹp nó cũng không thể bằng bằng cái dòng mà có răng cưa được. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ chống trời xước sản phẩm. Hôm nay thì mình giới thiệu tiếp series thứ hai về cái các cái dòng kìm của Toyota King TGC chuyên về dòng kìm mũi nhọn. Đó, thì ở đây thì hôm bữa là mình đã giới thiệu một loạt các cái dòng kìm cơ bản đa năng, cái dòng chống rỉ, cái dòng phủ chrome rồi, thì bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu các cái dòng còn lại chuyên về dùng trong cái nhà máy này, trong các công việc thủ công này. Đó, nhà máy dây chuyền lắp ráp điện điện tử đó, và các cái công việc về thủ công mỹ nghệ chẳng hạn là gia công kim hoàn, thì bên mình cũng có các cái dòng kìm mũi nhọn đáp ứng được những công việc đó. Mình giới thiệu với anh em nhé. Đầu tiên thì mình giới thiệu anh em con này. Đây là con MR100. Kích thước của nó thì là 10cm, rất là nhỏ gọn, sử dụng để gắp, sử dụng trong các cái dây chuyền sản xuất kìm mũi nhọn hàm răng cưa này, có lưỡi cắt này. MR100 rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ gắp thử các cái vật liệu nhỏ ở đây. Đây thì mình có cái dây ồng này. Anh em nhìn thấy không? Mình sẽ kẹp. Đó. Kẹp rất là chắc. Thì kìm có tính năng cắt luôn. Đó. Đó là MR100. Rất nhỏ gọn, sử dụng trong cái công việc kẹp giữ linh kiện, cắt các cái linh kiện nhỏ. Rất là hợp. Nhỏ thôi. Đó, nhỏ này thì nó sẽ nhẹ và nó chống được cái việc mỏi. Và phù hợp với những cái việc thao tác trên những cái con linh kiện và cái chân linh kiện nhỏ thì sẽ sử dụng nó. Đó là MR100. Tiếp theo của MR100 thì mình có dòng MF này. MF120. Thì dòng này là dòng hàm phẳng. Hàm phẳng có lưỡi cắt. Đây là mình có MR120F là dòng hàm phẳng nhưng mà không có lưỡi cắt. Đó. Thì mình mở ra anh em xem cái phần không có, hàm phẳng và có lưỡi cắt như nào đó. Đây anh em nhìn rõ không? Đây là phần hàm của nó đấy. Hàm phẳng. Hàm phẳng này thì sử dụng trong cái mục đích là kẹp các cái vật thể chống trầy xước, có thêm lưỡi cắt này, lò xo này. Rất là ok. Sản phẩm này thì nó được ưa chuộng nhiều ở trong cái nhà máy điện tử vì cái khả năng kẹp và không gây xước, khả năng kẹp và không gây xước sản phẩm. Tất nhiên là khi mà không có cái răng cưa ấy trên cái hàm ấy thì bao giờ là cái lực kẹp nó cũng không thể bằng bằng cái dòng mà có răng cưa được. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ chống trầy xước sản phẩm tốt hơn. Đó, nó lại có cái hay của nó, có cái hay cái dở tùy từng mục đích sử dụng, thì anh em xem cần dòng nào thì có thể là yêu cầu nhân viên bên mình tư vấn nhé, đúng loại để anh em sử dụng. Khả năng kẹp vẫn rất tốt nhưng mà nó không thể so sánh được với dòng kẹp răng cưa được. Đó. Có thêm lưỡi cắt nhé. Cái dòng này thì bên mình mã của nó là MF120 này. Anh em xem này, MF120 kìm hàm phẳng, không kìm hàm phẳng, là giá là 272.000. Dòng hàm phẳng mà không có lưỡi cắt luôn thì 281.000. Là khác gì? Cái dòng này nó hàm nó phẳng từ trên xuống dưới luôn, không có lưỡi cắt luôn, hai bên đúng nhau. Hãng thì là King TGC từ Tsunoda. Đó. Đối với các cái công việc mà yêu cầu các cái các kép kẹp các cái vật liệu mà yêu cầu chống xước ấy. Chống xước ở đây thì thường như là các cái sản phẩm mạ chẳng hạn, các cái con linh kiện nhỏ. Đó.
thì sẽ thường sử dụng, không cần cái khả năng kẹp quá chặt, nhưng mà cái hàm nó phẳng thì nó sẽ giữ được cái độ nguyên vẹn của sản phẩm. Đó. Thì tiếp theo ở đây thì mình có một cái con kìm. Mã của nó là MEP125. Đây gọi là kìm mũi nhọn. Mũi nhọn nhưng mà ở đây thì hãng hay gọi đó là mũi cong, à mũi kim. Anh em có thể nhìn thấy này. Đầu kim này rất là nhỏ. Hàm thì là hàm phẳng, có lò xo này. Thường các cái dòng trong nhà máy thì thường sẽ có lò xo, bởi vì cái tần suất sử dụng, tần suất sử dụng của nhân viên thì rất là cao, nên là bắt buộc phải có lò xo để tăng năng suất lao động lên. Và ở đây thì cái dòng mũi kim này là hàm phẳng nhá anh em nhá. Mũi kim ở đây mình có hàm phẳng, không có lưỡi cắt, rất là nhỏ, anh em có thể nhìn thấy nó chỉ nhỏ bằng cái đường chỉ tay thôi. Mũi kim này, hai cái đầu hẹp ngang này, bo tròn này. Dòng này thì có thể dùng kẹp này, uốn này, uốn tròn được. Đó. Chất liệu thì là thép carbon máy móc nhá. Đó, rất là bền. Độ cứng của cái hàm này cũng được gia cố, tăng cường độ cứng, tôi qua dầu ấy. Đó, nên là anh em yên tâm kẹp các cái vật thể nhỏ mini. Đó, sử dụng cái dòng MEB125 kìm mũi kim, kìm nhọn mũi kim. Đó, rất là nhỏ, hàm phẳng nhá. Giá của nó là 293.000, đó là MEB125 dòng mũi kim. Tiếp theo ở đây thì mình có MR120, phiên bản lớn của MR100. Ở đây thì có con này, mình giới thiệu đến anh em là con MR150ST, gọi là kìm mũi nhọn điện tử đa năng. Đa năng ở đây thì nó cũng bao gồm nhiều chức năng. Nó là cắt này, anh em nhìn thấy lỗ tuốt dây không? Nó có một cái lỗ tuốt dây nhỏ 1 mm ở đây. Uốn này, hai lỗ uốn, uốn các cái dây sắt, dây inox nhỏ có thể sử dụng cái dòng này. Đây là phần kẹp hình bầu dục này. Phía đầu thì anh em thấy cách điệu này. Đây là hàm gần phẳng thôi, nó tương đối, nó có một cái độ nhám nhất định. Độ nhám này thì cũng rất là ok, giữ kéo các vật thể anh em dùng trong sửa chữa điện điện tử rất là chắc nhá, em thấy không? Đó, khả năng kẹp rất là tốt. Lưỡi của Tatsuda thì anh em nào dùng rồi thì biết, lưỡi của Tatsuda rất là sắc. Đó. Đó là dòng đa năng mũi nhọn điện tử. Cái bề ngang ấy, của sản phẩm ấy, nó rất là hẹp, nó sẽ phù hợp với nhiều các công việc sửa chữa camera này, sửa chữa máy tính. Nó ở trong những cái góc hẹp, các vị trí khó giữa các cái con linh kiện này thì nên sử dụng cái dòng này, nên sử dụng cái dòng này hơn là cái dòng này. Dòng này thì nó to, bề ngang nó lớn, nó sẽ hay bị va vào các cái con linh kiện khác, nhưng dòng này thì nhỏ thuôn. Đó, một đây một lựa chọn khá ok cho anh em sửa chữa. Đây mình bán cho thợ sửa chữa điện tử này, sửa chữa các cái máy móc nhỏ, camera, máy tính rất là ok. Đây mình cũng có một cái phiên bản khác của cái dòng sửa chữa điện tử, cũng là thuôn này. À, nhưng mà nó có ít tính năng hơn. Ở đây chỉ có cắt này, tuốt dây này, đầu kẹp bầu dục này, các cái hàm. Hàm ở đây là hàm răng cưa loại nhỏ nhá. Cái hàm của nó thì nhỏ hơn. Cái khả năng kẹp giữ thì anh em yên tâm nhá, không có chuyện là như kìm, các loại kìm rẻ đâu, kìm trên thị trường đâu, kìm rẻ tiền đâu. Anh em xem khả năng kẹp giữ rất là tốt.
Em nhìn thấy không? Đó. Đó, đó là tìm mũi nhọn dạng đa năng. Mã của cái sản phẩm này thì nó là xem mã sản phẩm R150, giá là 301.000, chuyên dùng trong điện tử nhá. Khi mà anh em gắp giữa các cái linh kiện ấy với nhau ấy nên sử dụng loại này, vì nó sẽ cái độ thuôn nó tốt, nó sẽ tránh va đập vào các cái con linh kiện bên cạnh rất là ok. Mình có một cái phiên bản nhỏ hơn, đó là R125, chiều dài 125 thôi, và giá của nó 268.000. Em mình có một cái phiên bản mũi cong RP125, kìm kẹp đầu nhọn này, mũi cong này. Quay gần hơn để anh em nhìn rõ. Mũi cong khả năng kẹp thì vẫn là rất là ok rồi. Còn đây cũng có hình chám nhưng mà nhỏ hơn. Đầu đầu kẹp hình chám, nó sẽ sử dụng kẹp ốc này. Đó, cũng răng cưa này. Đó, Tatsuda kênh TTC. Anh em nhìn rõ. Đó. Đó, mũi cong sử dụng các cái vị trí khó thì nên sử dụng cái dòng mũi cong này. Giá sản phẩm thì là RP125 thì bên mình đang bán là 307.000. Và mũi cong thì bao giờ cũng đắt hơn. Tiếp theo thì mình có một vài con sản phẩm là RP1 RN125. Sản phẩm này thì là ra sản phẩm mũi thẳng, mũi 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 nhọn và các cái cạnh bên ấy, anh em nhìn thấy bo tròn, họ sử dụng để uốn uốn kẹp. Đó, đây là phần răng cưa này, uốn kẹp rất là tốt. Đây là phần lưỡi cắt, nó cũng có hai tính năng, đó là cắt này, kẹp này, sử dụng để uốn luôn, kẹp uốn. Đó, phần bo tròn cái này thì nó cũng khá là hay đấy, 312.000 là RN125. Tiếp theo ở đây thì mình giới thiệu đến anh em hai con này. Hai con này thì bên mình đã bán rất là nhiều trên thị trường rồi. Đây là dòng sản phẩm kìm mũi nhọn bằng thép không gỉ. Đó, anh em nhìn thấy. Đây là chất liệu thép không gỉ nhá. Còn phần tay này là đúc, là nhựa đúc màu đen, rất chắc chắn đấy. Đó. Thì dòng này bình thường nó sẽ có một cái khóa chốt ở đây. Đó. Khi anh em đẩy cái nhựa trắng lên, đây phần lúc đấy. Đẩy phần nhựa trắng lên thì nó sẽ khóa khóa lưỡi lại. Đó. Đó, khi anh em mở ra thì là nó sẽ mở luôn. Đây là dòng lò xo độc quyền của hãng nhá. Lò xo này thì hãng gọi là lò xo lá. Lò xo lá này thì rất là bền thôi, bền không cần thay thế đâu, anh em có thể sử dụng rất là lâu. Phần lưỡi này anh em nhìn nhá, phần lưỡi kìm này, đúng không ạ? Phần rất là tốt. Đây là các cái đường răng cưa nhưng mà đan chéo nhau. Đó. Khả năng kẹp này, khả năng kín khít này rất là cao. Đó, bây giờ mình thử kẹp. Đây là tóc anh em ạ. Đó, anh em nhìn rõ không? Đây là tóc nhá, các bác nhìn rõ không? Tóc tóc. Kẹp rất là tốt. Kể cả các cái đồ nhỏ họ. Mình kẹp tóc rất là chắc. Đó. Kẹp tóc này, kẹp dây đồng này, kẹp giữ các cái linh kiện. Đó. Con này nó có nhiều cái lợi thế. Rất là hai bên rất là nhỏ này, đưa vào các vị trí tốt này. Răng cưa thì được cách điệu này.
dạng chéo nhau. Đây là khả năng kẹp giữ của nó rất là cao. Anh em nhớ nhìn độ kín khít này. Đó là cái dòng kìm mũi nhọn, chất liệu thép không gỉ, chuyên sử dụng trong điện tử. Thì mình cũng có một cái phiên bản mũi cong của nó. Phiên bản mũi cong của nó thì phiên bản này thì thường được sử dụng cho các anh em đi câu cá này. Anh em cần gỡ các cái lưỡi này, các em rút xương cá, xương gà thì cũng có thể sử dụng dòng này. Cái mỏ của nó chất liệu thì vẫn là thép không gỉ thôi, còn cái mỏ nó được cách điệu. Anh em nhìn rõ không? Đó. Mỏ được cách điệu. Phần mỏ thì thiết kế vẫn thế thôi. Răng cưa là đan chéo nhau, tăng khả năng kẹt giữ. Đó. Rất là ok. Đó là SPB140, SBB140. Giá sản phẩm là 325.000. Chuyên sử dụng để gỡ lưỡi câu này, kẹp rút xương cá, xương gà loại nhỏ. Đó. Để sử dụng dòng này không gỉ nhá, rất phù hợp cho anh em sử dụng trong cái môi trường ẩm ướt, nó sẽ không bị han gỉ. Tiếp theo của cái series thứ hai này về dòng kìm mũi nhọn thì mình giới thiệu đến anh em các cái dòng này. Đây là các cái dòng PVK, như mã này là PVK 202DG. PVK 202DG. Dòng PVK thì sử dụng chất liệu là thép hợp kim nhé. Các cái dòng khác ngoài PVK thì thường là sử dụng thép carbon máy móc, nhưng mà dòng PVK sử dụng thép hợp kim này. Các cái phần chuyển động này, đây là phần chuyển động được cải tiến nâng cấp, là góc lệch. Anh em có thể nhìn thấy ở trên đây cũng minh họa luôn, tạo góc lệch cái trục này, nó làm cho cái khả năng cắt nó tốt hơn. Khi mà cắt thì sẽ dùng ít lực hơn, nó giảm 30% lực, giảm 30% lực cắt nhé. Mặc dù không có lò xo nhưng cái độ mở rất là nhẹ nhàng này. Đó, kìm này, anh em nhìn thấy những cái vân răng cưa của nó rất rõ ràng này, lưỡi cắt này. Khả năng cắt thì test luôn cho anh em xem. Đó, khả năng cắt rất là ngọt. Đó là kìm PVK 202DG. PVK 202DG thì mình làm án 363.000. Đó, Tsunoda này. Sản phẩm thì sản xuất tại Nhật nhé. Tiếp theo thì là một cái dòng đa năng thôi, PVK 232DG. Dòng đa năng này thì vẫn là thép hợp kim này, tay cầm đúc đàn hồi này. Anh em nhìn thấy không? Thép hợp kim, tay cầm dạng đúc đàn hồi, không có lò xo này. Cũng bao gồm bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, uốn này, kẹp hình bầu dục này, kẹp răng cưa này. Đó, đó là cái dòng của nó, khá là hay. Đây mình có các thêm các cái phiên bản mũi cong là PVK 22DG 368.000. Đó, tay cầm đàn hồi nhé. Đây có một cái dòng đặc biệt là 212 PVK 212DG, dòng đa năng. Dòng này thì rất là đắt, dòng này là 614.000. Dòng đa năng này thì có gì mà đắt thì anh em xem này. Đầu tiên là dòng có lò xo đàn hồi này, tay cầm đúc này, dạng đàn hồi này, chống mỏi này, hai bên đều có lỗ để giữ dây này. Tiếp theo thì anh em các bác sẽ thấy là nó có cái cấu trúc lệch tâm này, giảm cái khả năng, giảm cái lực phải dùng khi cắt đến 30%. Đó. Tiếp theo có cái răng cưa, ở đây có lưỡi cắt, có một vị trí tuốt dây ạ.
vị trí kẹp hình bầu dục, hai vị trí uốn này. Còn đây là mình xem, đây là vị trí cắt anh em ạ. Đây đây tiếp theo là một vị trí cắt có thể dùng để cắt dây này. À, con này nó khá là cồng kềnh ạ. Đó, vị trí cắt anh em rõ. Đó, đây là vị trí cắt, còn đây là kẹp. Còn tiếp theo thì đây, nó có một cái xẻ rãnh đặc biệt ở đây. Đây là lý do mà nó đắt này. Đấy, anh em nhìn thấy cái rãnh chở trục giữa không? Là để nó kẹp các cái vật liệu đặc biệt. Các cái dây nhôm, dây sắt, dây inox chẳng hạn. Ở cái trục giữa này. Mình thực sự là mình đây, nó chỉ có một cái lỗ rất là nhỏ thôi. Anh em nhìn rõ không? Đó. Đang nào, rất là đắt. Dòng này thì bên mình cũng sẽ bán cho một vài khách hàng Nhật thôi. Khách hàng Nhật thì người ta cần sử dụng đến những cái tính năng mở rộng của cái sản phẩm này thì người ta sẽ dùng. Còn bình thường thì rất là ít khi bán cái sản phẩm này. Tiếp theo thì mình có con này nữa. Dòng này là dòng SMB150DG. Dòng này chất liệu là thép không gỉ, tay cầm đúc đàn hồi này. Đó, mặt này thì được mài bóng này. Đó, anh em xem nó có sự khác biệt gì không. Đó, mài bóng mài tay nhá. Hôm nay được mài tay mài thủ công ấy. Lưỡi cong cũng rất là đa năng, 1, 2, 3, 4, 6 chức năng. Đó. Nó thì dùng trong cái việc sưu tầm là chính. Công việc thì nó vẫn có thể sử dụng được trong các công việc đây này. Anh em nhìn này, cắt này, gỡ lưỡi câu chẳng hạn, cắt dây này, uốn kẹp, rất là ok. Nhưng mà cái giá thành của nó thì không phù hợp cho sử dụng nhiều lắm. Các bác sử dụng tần suất lớn nhiều lắm, chủ yếu là để sưu tầm thôi. Vì giá thành và các cái thứ liên quan nó khá là đắt tiền, 718.000 cho một sản phẩm là SMB150DG. Dòng này là do là kỷ niệm hãng. Đó. Hãng kỷ niệm nên là ra những cái sản phẩm đặc biệt này. Tiếp theo ở đây thì mình có các cái dòng là anh em có thể nhìn thấy này. Đó, loại tay cầm nhìn rất là khác biệt đúng không ạ? Anh em nhìn thấy không? Tay cầm này, dòng này thì cái tên thương hiệu của nó là Trinity. Thương hiệu Trinity này thì là một thương hiệu nhỏ của Tsuda, thì chuyên về kìm thủ công. Kìm thủ công ở đây thì là thường là dành cho các bác làm deco chẳng hạn, làm deco này, làm trang sức này, làm các cái uốn dây đồng nhỏ ấy, tạo hình ấy, thì có thể sử dụng dòng này. Vì giá thành của nó rất cao và các cái nguyên vật liệu sản xuất thì cũng rất cao. Ví dụ như tay cầm này là tay cầm nhựa đúc đàn hồi này, loại không phát thải oxit dioxit đâu. Đó. Nó bảo vệ môi trường. Đó, tay cầm rất là mềm. Còn lưỡi phần thép ở đây là thép thép hợp kim. Lò xo này. Lò xo dạng lá này. Độ mở rất là nhanh. Lưỡi bo này, lưỡi cắt này. Hàm ở đây con này là TM6, hàm phẳng. À, ok không ạ? Đó. Thì mình nói luôn là dòng này thường đắt, thường chỉ sử dụng cho các chế deco này, kim hoàn này thì sẽ sử dụng thôi. Đây thì nó cũng bao gồm đầy đủ các cái dòng mũi nhọn này, loại thường này. 533k bằng mũi cong TM5. Đó, anh em nhìn thấy không? TM5 dòng này 558k.
Mình cũng có một vài dòng kẹp đặc biệt như TM7 này, cũng hàm phẳng này, mũi bằng, hàm phẳng mũi bằng, giá là 440. Đây cũng hàm phẳng mũi nhọn này. Đó là sơ lược về các cái sản phẩm của Tsunoda về kìm mũi nhọn. Thì anh em nào cần tư vấn thêm về sản phẩm kìm mũi nhọn Tsunoda kinh TDC thì liên hệ mình nhé. Cảm ơn các anh em nhé.